Array nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là array theo hình chữ nhật, và thứ hai nữa là array theo hình tròn. Array theo hình chữ nhật thì chúng ta cần phải biết được là cái khoảng cách, cái số lượng cột, số lượng hàng, là khoảng cách giữa các cột, khoảng cách giữa các hàng. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ array. Và dạng thứ hai đó là array theo dạng tròn xoay, gọi là Boolean array á, là theo dạng tròn xoay thì chúng ta cần biết tổng số đối tượng và số góc giữa chúng. Đó, ha. Rồi bây giờ lúc mình sẽ gọi thế thầy nè. Bây giờ ví dụ như là thầy sẽ có một cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật kích thước của nó là bằng A1 và ngang là 30, cao bằng 20. 30 20. Rồi. Thầy vẽ hình chữ nhật kích thước là bằng 30,20. Ngang 30, cao 20. Sau đó thầy dùng lệnh AR, đó là viết tắt chữ array á. Gọi chữ AR có nghĩa là array. AR enter. AR enter. Sau đó chúng ta chọn đối tượng cần array. Chọn đối tượng cần array là hình chữ nhật này, rồi enter một cái. Rồi enter một cái. Thì khi đó nó sẽ hỏi mình là array theo rectangular hay là bola, chúng ta chọn là rectangular. Ha, array theo hình chữ nhật. Đó. Thì khi đó nó cái trên can này nó xuất hiện cái bảng thông số, chúng ta nhập thông số vào. Column là cột. Ví dụ thầy cho là nó là một 10 cột đi. Ta đó là 10 cột. Còn between là khoảng cách giữa các cột. Khoảng cách giữa các cột thì cái cột này cách cột kia thầy cho là cái này là 30 rồi, thì muốn thêm 30 nữa là 60. Đó là 60. Đó thì chúng ta có 10 cột và khoảng cách giữa các cột là 60. Rows là hàng. Rows là hàng thì cho nó là 10 hàng. Thì cho nó là 10 hàng và khoảng cách giữa các hàng. Khoảng cách giữa các hàng thì chúng ta thấy là mỗi hàng á, hàng ngang á là cái chỗ này là bằng 20 rồi thì muốn thêm gấp đôi là 40. 40 vô. Đó. Và sau đó nhấn close array. Khoảng cách của nó là tính, ví dụ em nếu mà em tính cột á, nếu em tính từ cái điểm bên trái này á thì nó sẽ so với điểm bên trái này của nó luôn. Đó. Nếu mà điểm này thì so với điểm bên này. Còn nếu tính từ điểm này thì so với điểm bên kia. Hình dung không? Nó phải tương ứng với nhau á. Còn cái giữa cột không phải là cái khe hở giữa hai đối tượng. Không phải là khe hở giữa hai đối tượng mà là điểm tương ứng. Ví dụ điểm này thì so với điểm bên kia của hình hình chữ nhật đó. Hình dung không? Cho nên cái này 30 rồi, muốn ở giữa này 30 nữa thì tổng của nó là 60. Đó. Hàng cũng vậy. Khoảng cách giữa cái hàng không phải là cái khe hở này mà là khoảng cách giữa cái điểm này tới cái điểm kia của nó tương ứng với nhau. Cho nên này 20 thì muốn 20 nữa là 40. Đúng rồi, là nếu bắt đầu của đối tượng. Bắt đầu của đối tượng này thì bắt đầu của đối tượng kia, nó sẽ tương ứng với nhau. Đó. Ha, xong rồi nhấn close array. Nhấn close array thì nó tạo ra một cái mảng. Cái này gọi là một cái mảng 10 hàng 10 cột với nhau. Sau khi làm xong thì nó là một cái group. Nó là một cái group thì chúng ta muốn xài riêng cái nào đó chúng ta phải vỡ ra. Xài riêng của nó phải vỡ ra thì chúng ta dùng lệnh explode là vỡ ra. Phép tắt của nó là chữ x. X là explode là vỡ đó. X enter. Rồi sau đó chọn cái group này nè. Rồi enter một cái thì nó sẽ vỡ ra từng cái, thì khi đó chúng ta có thể chọn từng cái để làm một cái gì đó, muốn làm gì đó là. Rồi, nếu ta muốn vỡ ra thì chúng ta cứ vỡ ra. À, còn sau khi mình đã array xong thì nó là một cái mảng hay gọi là một cái group với nhau. Bây giờ ví dụ như là thầy có một cái line bằng 100. Có một cái line bằng 100. Chúng ta học thêm một lệnh nữa, nó là offset đi. Lệnh offset có nghĩa là tạo đối tượng song song với nhau. Đây, lệnh offset có nghĩa là tạo đối tượng song song, tạo song song. Ví dụ như là bây giờ thầy có đồ thẳng này là 100, thầy muốn offset lên là bằng 20, gõ chữ O enter. Viết tắt của offset là chữ O. O enter. Sau đó nhập khoảng cách là bằng 20. Enter. Rồi kích vô cái đường thẳng này. Rồi kích lên trên cao thì có nghĩa là nó tạo một đối tượng mới là xong là 20 á. Rồi xong đó ta kích thêm, kích lần nữa, rồi kích thêm nữa thì nó cứ 20 20 nó đều đều ra. Đó, nó tạo như vậy 20. À, thầy làm lại lần thứ hai nè.
Thì có một đường thẳng này là khoảng cách là bằng 100. Sau đó thì gọi chữ O là lệnh offset. O enter. Sau đó nhập số 20 vô là khoảng cách giữa hai đối tượng là 20. Đó, sau đó kích vô đối tượng cần lấy offset. Sau đó kích vào cái hướng. Kích vào cái hướng, kích lên trên thì hướng 20 nè. Đó, rồi một kích thêm nữa là 20. Kích thêm nữa là 20. Kích nữa là 20. Đó, nó cứ đều đều 20 với nhau. Ý nghĩa của nó là offset, cái là tạo đối tượng song song. Hay ví dụ là thì có hình chữ nhật. Kích thước là bằng 100,50. Bây giờ thì có hình chữ nhật này ha. Thì sẽ offset vô cho lớp mình xem nè. O enter là offset. O enter là offset. O enter là offset nha. Sau nó offset vô là bằng 2 đi. Offset vô bằng 2 thì chúng ta offset này vô 2 nè. Để nhảy vô là 2, 2 ly. Đó, là cứ nhỏ vô 2 và chúng ta cứ vô 2 2 đều như vậy. Đó, cái là offset là như vậy, tạo đối tượng song song. Đó, nó càng lúc càng vô nhiều hơn ha. Rồi đó là offset như vậy. Rồi, bây giờ ví dụ hình này thì có một cái đường thẳng này là 100. Rồi thì ở array nè, AR là array. AR array, sau đó chọn hình chọn đường thẳng này là đối tượng cần array, enter, sau đó chọn rectangular ha, rectangular hình chữ nhật. Thì bây giờ cái column là cột á thì cho nó là hai cột thôi. Cái column là cột á thì cho nó là hai cột. Còn cách chứ các cột là từ đây là 100 rồi thì muốn thêm 20 nữa là 120 nha, tính từ điểm này sang điểm kia. Cái này là 100 thêm 20 nữa là 120. Như vậy chỗ này là có 120 vô. Chỗ 2 và bitstring là 120. Còn rows là hàng thì muốn cho nó là 10 hàng. 10 hàng và khoảng cách giữa các hàng của nó bằng 20. Đó, thì nó lại cột là hai cột, khoảng cách giữa ở các cột của nó là 120. 120 thì muốn cho nó lớn hơn đi, ví dụ 140 đi. 140 đi. Đó thì chúng ta thấy là nó hở ra 120 nè, cái này là 100 rồi, cộng thêm cho 40 nữa là 140. Rồi, row là hàng thì chúng ta khoảng cách giữa các hàng là 20 và có 10 hàng như vậy. Rows là 10 hàng, còn bitstring là 20 là khoảng cách giữa các hàng là 20. Và những close array khi đó là thầy sẽ có được hai một đối tượng là một cái mảng là như vậy. Đó là array theo hình chữ nhật. Rồi xin mời lớp mình thử demo cho thầy cái lệnh lệnh này.